Rồi, chúng ta đến phần đầu tiên đó là nghiên cứu về HClO và muối ClO, được chưa nhỉ? Đấy, axit hypochlorous HClO là axit như thế nào thì chúng ta sẽ nghiên cứu ngay sau đây các em nhé. Đối với HClO của chúng ta thì đây là một axit yếu. Nó yếu hơn cả H2CO3 cơ, được chưa? Đấy, yếu hơn cả H2CO3. Được chưa nhỉ? Đấy. Và do đó CO2 có thể đẩy được HClO ra khỏi muối của nó. Ví dụ như sau. NaClO nhá, cộng với CO2 cộng với nước ở đây. Rõ ràng ở đây là chúng ta không được viết là H2CO3. Ở các bài trước thầy Duy đã có lưu ý rồi, đó là H2CO3 là một axit rất yếu và nó không bền ở điều kiện thông thường. Do vậy ở trong các phương trình hóa học của chúng ta cần phải viết nó dưới dạng là CO2 cộng với nước các em nhé, tạo thành NaHCO3 và cộng với HClO. Được chưa nhỉ? Chú ý giúp thầy Duy nhé. Hay là KClO cộng với CO2 cộng với nước tạo thành KHCO3 cộng với HClO như thế này. Được chưa nhỉ? Thế thì cái này, đây là thành phần chính của nước Javen này, đúng không? Đây là thành phần chính của nước Javen, đúng chưa? Đấy. Thế còn cái thành phần này HClO, đây là một axit có oxy mà nó không bền, đúng không? Và nó có tác nhân chính, nguyên nhân chính gây nên tính tẩy màu, khử trùng, diệt khuẩn của nước Javen. Do vậy ở trong điều kiện thông thường của chúng ta là có CO2 ở trong không khí, đúng không nhỉ? Có rất nhiều hoạt động khác. Ví dụ CO2 sinh ra từ quá trình hô hấp của chúng ta, CO2 sinh ra từ rất nhiều quá trình khác, từ công nghiệp. Nên chúng ta có thể nói là ngoài bầu không khí này của chúng ta, ngoài các cái khí mà có ảnh hưởng, còn giúp ích cho quá trình hô hấp ra, thì nó còn có cả CO2, được chưa nhỉ? Và CO2 ở đây nó là cái gì đây? Nó là cái chất rất là nhiều, tồn tại rất nhiều ở trong không khí, được chưa nhỉ? Và nó có khả năng tác dụng được với NaClO này. Được chưa? Nên khi mà chúng ta sử dụng nước tẩy rửa, thực tế là CO2 đã tác dụng trực tiếp với NaClO, tạo thành HClO như thế này, và nó thể hiện tính tẩy rửa của nó ngay ở cái điều kiện thông thường. Chúng ta chú ý như sau. HClO kém bền ở trong dung dịch, đúng không nhỉ? Nó là một axit rất kém bền rồi, nên là nó có thể bị phân hủy. Khi nó bị phân hủy, nó tạo thành những sản phẩm nào thì nó lại tùy thuộc vào từng cái điều kiện. Được chưa nhỉ? Thứ nhất là ở nhiệt độ. Mỗi khoảng nhiệt độ thì HClO nó lại có một cái sự phân hủy khác nhau và nó tạo thành các sản phẩm khác nhau, hay là chất xúc tác, hay thậm chí là môi trường. Được chưa nhỉ? Đấy, thì đến đây chúng ta lại thấy này, là tùy thuộc vào nhiệt độ, chất xúc tác và môi trường mà các sản phẩm phân hủy của HClO nó sẽ khác nhau. Và đó cũng chính là một trong các yếu tố mà chúng ta sẽ học ở cái chương cuối cùng của chương trình học lớp 10 của chúng ta. Đó là cái chương